Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em. Dạ, hôm nay mình báo động đỏ nha quý anh chị em. Rất nhiều người ở Việt Nam bị bắt. Theo theo mình được cái nguồn tin ở trong nước á, thì cho biết rằng là chị Tâm Dương Nội nha. Chị Tâm Dương Nội rồi chị... chị Cấn Thị Thiêu rồi chị rồi anh Trịnh Bá Phương anh Trịnh Bá Phương rồi anh Trịnh Bá Tư rồi Dũng Vô Va Hello. Hello chị Yến. Chú live stream chưa? Người đang live stream đó. Chị có muốn nói gì À, không? chú bên chạm chú Miễn đó, chú bắt cái clip đầu tiên đó, Trịnh Bá Phương nó đang ở nhà, nó khóa cửa, nó nó nhào nhào vô vô nó nó bắt bắt đó. á. Ồ. Coi Coi trước trước đi đi rồi hả, hả, làm làm tiếp tiếp sau. sau. Người đang làm đó, chị muốn nói gì với quý khán thính giả không? Chị cứ nói đi, tiếp đi. Chị nói những cái tin tức đặc biệt đi. Ở Khỏi cần cần coi coi hình hình nha. nha. Khỏi, chị cứ nói đi, chị đọc những cái tin đó đi, tại đang live stream mà. Ngày 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 hôm hôm nay nay là là ở ở tại tại Hà Hà Nội, Nội. đội Đội Trường An An ở ở Ba Ba Đình, Đình. nó Vô vô nó khóa khóa cửa cửa nhà nhà của Trịnh Bá Phương, Trịnh Trịnh Bá Bá Tư Tư và và bà bà Thiêu, Thiêu để để lấy lấy cây cái kìm kìm to to lớn lớn để để mà mà khóa khóa cửa cửa vô vô bắt bắt người người dân dân vô vô tội. tội. Những Những người người đó đó chỉ chỉ có có nói nói lên lên sự sự thật thật thôi, thôi, chứ chứ mắc mắc mớ mớ gì gì mà mà bắt bắt người người ta ta và và bắt bắt cô cô Nguyễn Nguyễn Thị Thị Tâm, Tâm 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 Dương Dương Nội Nội đó, đó là là những những người người đó đó chỉ chỉ biết biết là là nói nói sự sự thật, thật làm làm phước phước cho cho những những người người dân dân quan. quan. Và Và bây bây giờ giờ tất tất cả cả những những ở ở những những cái cái dân dân Hà Nội Nội mà mà người người nào nào nói nói đúng đúng sự sự thật thật thì thì bị bị bắt bắt nó nó chi chi đã. đã. Mà Mà dòm dòm thấy thấy công công an an á, á mặc mặc đồ đồ nó nói nói công công an 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 ninh ninh chứ chứ thấy thấy giống giống tụi tụi côn côn đồ đồ luôn luôn á, á, nó nó chạy chạy quá quá à. à. Không Nó biết có ông bằng công an á, nó có bằng sắc phục không thưa chị? mặc Mặc đồ đồ xi xi biên biên có, có, mặc mặc công công an an mặc mặc đồ đồ xanh xanh có, có. rồi Rồi nó nó lại lại á, á, nó nó có bắt trả như vậy tòa nó không? hỏi Hỏi tôi tôi hỏi hỏi chứ chứ đại đại tướng tướng Tô Tô Lâm Lâm muốn muốn bắt bắt người người như như vậy vậy đó đó mà mà nhào nhào vô vô nhà nhà là lấy lấy một một cái cái kìm kìm thật thật to to lớn, lớn đó đó tất tất cả cả bà bà con con đồng đồng bào bào trong trong nước nước và và ngoài ngoài nước nước nhìn nhìn cái cái clip clip á, á quang quang minh minh cái cái clip clip Chu Chu Miến, Miến clip clip đầu đầu tiên, tiên nó nó lấy lấy cái cái kìm kìm lớn, lớn nó nó khóa khóa cửa cửa sắt, sắt nó nó nhào nhào vô vô nó bắt bắt người người ta. ta. Ồ, Cái nó giống giống ăn ăn cướp cướp hay hay là là gì? gì? Tụi Tụi lưu lưu manh manh mất mất dạy, dạy đại đại tướng tướng Tô Tô Lâm Lâm bắt bắt người người phải phải có có giấy giấy tờ tờ hợp hợp pháp, pháp bắt bắt cái cái kiểu kiểu đó đó gọi gọi là là bắt bắt người người để để bịt bịt đầu đầu mối mối mà mà nói nói đúng đúng về về sự sự thật. thật. Hiến Hiến pháp pháp Điều Điều 25 25 nước nước Cộng Cộng hòa hòa xã xã hội hội chủ chủ nghĩa nghĩa Việt Việt Nam, Nam. những Những người người dân dân bức bức khuất khuất mất mất nhà nhà mất mất đất, có có quyền quyền đi đi dân dân băng băng rôn, rôn, có có quyền quyền biểu biểu tình, tình và và chính chính quyền quyền lãnh lãnh đạo đạo Tô Tô Lâm Lâm thường thường lên lên trên trên đài đài nói nói đó, chính chính quyền quyền lãnh lãnh đạo đạo là là đầy đầy tớ tớ của của nhân nhân dân, dân phải phải phục phục vụ vụ cho cho nhân nhân dân, dân cho cho đồng đồng bào, bào cho cho tổ tổ quốc, quốc chứ chứ không không phải phải chính chính quyền quyền lãnh lãnh đạo đạo mà mà bắt bắt người người vô vô cớ cớ vô vô tội, tội hà hà hiếp hiếp nhân nhân dân. dân. Như Như vậy vậy ông ông lên lên trên trên đài đài truyền truyền hình, hình ông ông nói, nói ông ông tuyên tuyên thệ, thệ ông ông vì vì dân, dân vì vì nước, nước phải phải phục phục vụ vụ cho cho nhân nhân dân. dân. Tôi Tôi yêu yêu cầu cầu đại đại tướng tướng Tô Tô Lâm Lâm hãy hãy thực thực thi thi những những gì gì mình mình đã đã nói nói trước trước công công chúng. chúng.
trước tổ quốc, trước đồng bào, trước nhân dân, mà 96 triệu người dân của Việt Nam, chúng tôi đã chứng kiến lời tuyên thệ của Tô Lâm. Vậy chứ Tô Lâm hãy thực hiện đúng lời tuyên thệ đi. Bạn không có thực thi đúng lời tuyên thệ trước đồng bào, trước tổ quốc, trước nhân dân thì trời chu đất diệt tướng Tô Lâm không còn sống được. Dạ, tướng Lô, Tô Lâm ráng nghe chị Yến nói nha. Chị Yến ơi, qua cái clip mà của khi mà nó phá nhà của Trịnh Bá Phương đó, thì khi mà những người công an đó họ có mang đến những cái trác tòa không thưa chị? Không có. Hoàn toàn không có trác tòa. Trịnh Bá Phương hỏi tôi có tội gì bị bắt, tôi làm gì. Nhưng mà ít nhất á, phải có giấy mời. Nếu người đó có tội, phải có giấy mời bản lần. Người đó không có đến hầu tòa thì mới được quyền bắt người ta. Nhưng mà thấy Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư với bà Thiêu là chỉ nói đúng sự thật, nói đúng với lý nghĩa của một người công dân và trách nhiệm của lương tâm một con người, chứ không phải như các vị ở trung ương lên đài nói thao thao bất tuyệt tuyên thệ trước đồng bào, trước nhân dân mà bây giờ lại lật lọng bắt những người dân quan vô tội. Tôi hỏi đại tướng Tô Lâm, ông thi hành ở đâu, lực pháp nào bắt người mà không có một cái giấy gì cầm trong tay? Những người nói sự thật có tội tình gì? Chị ơi, cũng nhắn gửi với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mấy ông lên đài nói chiến thắng dễ dàng, cướp đất cướp nhà của nhân dân là chiến thắng dễ dàng hả? Cái đó là hãnh diện đó hả? Bộ trưởng mấy ông lên đài, mấy ông họp quốc hội, mấy ông nói chuyện này kia, cả thế giới không biết hả? Tôi tức quá, tôi không muốn nói. Nhưng mà cái chuyện như vậy á, nè Nguyễn Thị Tâm, chỉ đi làm bước cho những người khốn khổ lầm tham thôi, cho gạo hay là cho những cái hả nồi như xong chảo cũ người ta cũng đem cho người dân. Mà đại tướng Tô Lâm không biết điều khiển cái tụi công an an ninh mất dạy nào đó lại hả giết hút nguyên cái dàn số 1 Ngô Thừa Nhậm để cho dân người ta không có, người ta phải xin từ hộp gạo, từ chén cơm để sống qua ngày, để đi đòi công lý và quyền lợi, mà cho nó dẹp nguyên cái dàn số 1 Ngô Thừa Nhậm, những người sống ngoài lề đường. Cái đó lương tâm đạo đức của con người đâu? Mấy ông ở nhà lầu xe hơi, còn người ta có nhà cửa đàng hoàng, cướp đất cướp nhà của người ta. Rồi bây giờ tính chi nã chi cùng đuổi tận với người ta, người ta bây giờ màn trời chứ đất, cơm không có ăn, chỗ không có ngủ, muốn mướn lòng bỏ thì đâu người ta mướn đã cướp sạch thành xanh rồi, còn cái chỗ mà vừa để người ta sống qua ngày, để người ta đòi công lý dụng lợi, nhà cửa thì không trả, quyền lợi thì không trả. Lúc tôi ở Hà Nội 3 tháng trời, tôi đã nói với các vị rồi, kêu những cái thằng chủ tịch phường, quận, thành phố ra ba mặt một lời với người dân là xong rồi. Có đâu. Rồi những người người ta tiếp tế ha, những cái mạnh thường quân cho tiền cô gửi cấm cô Tâm để mà cho những người mà lòng tham đó, mà cũng lại bắt người ta nữa là sao ạ? Còn chính quyền lãnh đạo để làm gì? Ông lãnh đạo đất nước, các vị lãnh đạo đất nước hay là các vị để củng cố một cái bản cướp bóc của người dân? Tôi nói thật, tôi không nói, tất nhiên tôi nói là tôi nói chuyện mẻ này, tại tôi nói đúng với lương tâm sự thật của trách nhiệm của một con người mà.
các chị là mang tiếng là chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội mà vô lương tâm, thiếu đạo đức, bất nhân bất nghĩa, làm chủ đất nước mà để cho người dân sống như vậy là có được hay không? Thực quá tôi chỉ nói mà nhiều yêu cầu tướng chủ Triều Đình và tướng Tô Lâm phải thả ngay Dũng Vô La, Hồng Gàng, Nguyễn Thị Tâm, Tấn Thị Thiêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, phải thả ra gấp, khẩn cấp, khẩn cấp, báo động đỏ cả quốc tế. Đó là lời của bà Trương Thiếu nhắn gửi tất cả những người đấu tranh, là những người mà hiện tại còn ở trong tù cũng phải thả ra hết, giống như anh Trần Quỳnh Duy Thức, rồi rất là nhiều, hàng mấy trăm người ở trong tù vì cái tấm lòng yêu nước của họ. Chú phải báo động đỏ khẩn cấp, lo khẩn cấp, báo động đỏ cả thế giới đều lên tiếng, bắt người vô tội không có giấy. Đại tướng Tô Lâm làm sai, phải chỉnh sửa lại cái nền tư pháp và cái nền công an an ninh của ông đi. Đừng cho những cái thằng mất dạy mà lại lấy đồ phá cửa, phá đồ của người ta. Tôi chưa biết những người đó, nhưng mà sự thật lương tâm với trách nhiệm của con người tôi phải lên tiếng rồi. Thôi thần sao đi, chú nói đi. Dạ thưa quý vị, nhắc đến tướng Tô Lâm thì quý vị chắc biết cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Tướng Tô Lâm là cái người cầm đầu để mà bắt Trịnh Xuân Thanh đem về nước đó. Đem về nước xong rồi nói là Trịnh Xuân Thanh tự động đầu thú. Cái chế độ nó rất là mất dạy, nó rất là láo. Và tất cả những bằng chứng đó là từ cái lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Phú Trọng đưa lên những cái tờ báo là chính mắt TV đã đọc thấy là bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá. Và sau khi bắt xong rồi thì ông Tô Lâm lại được thăng quân hàm, đó là lên tới là Đại tướng Tô Lâm. Tất cả những tài liệu đó nó được ghi nhận ở bên nước mà Slovakia đó. Ông Tô Lâm ông mướn máy bay ở đó mà ông còn thiếu gọi là 14.000 mấy trăm đồng tiền euro. Người ta tố cáo cái tội ác đó mà ông bắt cóc người mà ở nước ngoài, ở nước Đức mà có thể làm gọi là chấm dứt bàn giao với Đức luôn. Đức đó, nó đưa những công hàm mà phản đối về những cái điều đó. Thì ngày hôm nay mà ông bắt mấy cái người đấu tranh trong nước thì cũng chẳng lạ gì. Nhưng mà mình thấy nó là sai luật pháp. Cái luật pháp nó có điều 25 hiến pháp là người dân được quyền tự do ngôn luận. Khi mà người dân được quyền tự do ngôn luận, anh không có cách nào mà anh bắt người dân được hết. Vì cái quyền mà họ lên tiếng, họ lên tiếng, họ thấy những cái sai trái của nhà nước thì họ có quyền lên tiếng. Anh không thể nào mà anh bắt được, anh không thể nào mà anh áp dụng cái điều mà 88 rồi lợi dụng quyền tuyên truyền chống phá nhà nước được. Hoặc là điều 258 giống như là lợi dụng quyền tự do dân chủ được. Các anh làm những chuyện mà tiếp tục bắt người như vậy là những cái chuyện rất là tồi bại. Tất cả những người đó họ lên, họ chỉ trích cái nhà cầm quyền. Thì khi mình là nhà cầm quyền, mình thấy người dân chỉ trích mình cảm ơn không hết luôn. Ở bên Mỹ mà gặp những người mà chỉ trích nhà cầm quyền thì chính phủ Mỹ là thường thường là cảm ơn thôi. Để mà nhà cầm quyền thấy những gì mà mình làm sai trái thì sửa lại, làm tốt đẹp hơn thêm. Thì không có quốc gia nào mà đi mà lên tiếng là chỉ trích người dân ở trong nước, chỉ trích là bị buộc tội hết. Đó là cái quyền tự do ngôn luận.
mà các anh đã ký kết với Liên Hợp Quốc rồi. Đâu phải các anh chỉ nói là không có quyền, các ông coi cái điều đó là vào sọt rác được. Ba mươi bảy năm rồi kể từ ngày mà các ông thay đổi, gọi là thay đổi nền kinh tế thị trường, người dân tạm thời mình thấy được có cái sự ấm no, và người dân đang chờ đợi một cái sự thay đổi, toàn dân đang chờ đợi một cái sự thay đổi là phải giải thể cái Đảng Cộng sản. Các ông đưa ra những cái biểu ngữ còn đảng còn mình là các ông quá tệ luôn, các ông không coi dân ra cái gì. Mục đích của các ông đó là để bảo vệ cái ghế ngồi của các ông, bảo vệ cái Đảng Cộng sản của các ông, mà Đảng Cộng sản của các ông nó không còn chính danh nữa. Đây là đến những cái ngày này đó là các ông phải thay đổi, không có thể để mà 37 năm như vậy được. 37 năm các ông thay đổi một cái nền kinh tế thị trường nó đi hoàn toàn là ngược 180 độ, nó ngược với cái định hướng xã hội chủ nghĩa, nó đi hoàn toàn nó ngược với cái nền tảng của chủ nghĩa cộng sản. Nền kinh tế thị trường là nó đi ngược như vậy. Và các ông có nhớ đến là khi xưa các ông bận áo thì bỏ ngoài quần, rồi mang thì mang dép râu dép lốt, rồi rồi quấn khăn rằn, bận những cái đồ vải thô, nó gọi là chuyên chính vô sản đó, nó là cũng là nền tảng của chủ nghĩa cộng sản. Mà ngày hôm nay đó các ông đã vứt bỏ vào sọt rác rồi, các ông không còn vô, gọi là chuyên chính vô sản nữa, các ông là những người, những tên tư bản đỏ hút máu dân, các ông không còn nữa. Vô sản chuyên chính các ông cũng 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 vứt bỏ vào sọt rác, mà nó là nền tảng của chủ nghĩa cộng sản đó. Mà khi các ông đã vứt bỏ cái nền tảng là vô sản chuyên chính, các ông đã vứt bỏ cái nền kinh tế tập trung, công nông trường, hợp tác xã, thì các ông phải bắt buộc phải thay đổi cái tên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các ông không thể để 37 năm tiếp tục là sử dụng cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam, nó không có chính danh, nó làm khổ cho cả đất nước cho đến ngày hôm nay. Cái đó là người ta yêu cầu các ông thay đổi cái thể chế chính trị, dẹp bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi, không có định hướng xã hội chủ nghĩa gì hết, dẹp bỏ cái Đảng Cộng sản đi, nó không còn chính danh nữa, nó không dựa theo nền tảng của chủ nghĩa cộng sản nữa, các ông không còn một người nào gọi là cộng sản nữa. Cộng sản là nó giống như Bắc Hàn đó, các ông có làm đâu. Còn các ông hiện tại đất nước chúng ta không còn một tên cộng sản nữa, mà tại sao lại vẫn còn cái tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam? Cái đó là một cái điều rất là vô lý. Bởi vì người dân không thể nào hạnh phúc được. Cái kiểu mà treo đầu dê bán thịt chó, người dân không bao giờ sống hạnh phúc được. Tại vì người ta nhìn thấy cái sự vô liêm sỉ của các ông, treo đầu dê bán thịt chó, toàn dân đều nhìn thấy điều đó, và cả thế giới đều nhìn thấy điều đó. Cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại ở trên quê hương Việt Nam, đó là một điều sai trái. Các ông phải tự giải tán nó, hoặc là có một người can đảm đứng ra giải tán nó. Không có thể mà
mà tiếp tục cái tình trạng mà 37 năm rồi là treo đầu dê bán thịt chó như vậy được. Các ông là con người mà, các ông đâu phải là con thú đâu mà không biết điều đó. Vấn đề chính danh là nó quan trọng chứ. Các ông thay đổi thành một cái đảng gọi là gì đi, đảng tự do, đảng dân chủ hoặc là đảng đảng lao động trở lại cũng được đó. Nhưng mà TV256 cấm các ông, cấm các ông dùng cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ngày nào các ông còn sử dụng cái đảng tên Đảng Cộng sản Việt Nam, TV256 có thể chỉ mặt những tên cộng sản đó là những tên vô liêm sỉ, những tên treo đầu dê bán thịt chó. TV256 có quyền nói như vậy. Tại vì cái hành động đó vẫn tiếp tục với cái tên Đảng Cộng sản như vậy là các ông vô liêm sỉ, đơn giản gì thôi. Các ông không còn chính danh, các ông không còn một tên cộng sản nào đó, các ông không còn học cái chủ nghĩa cộng sản nữa. Hình ảnh các Marx Lenin các ông đã dục bỏ rồi, trong những đại hội cũng không thấy nữa. Thì các ông nên bỏ đi, bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi, giải tán cái đảng cộng sản đi, cho người dân nhờ, cho người dân được hạnh phúc. Ngày hôm nay các ông không chịu bỏ cái tên đảng cộng sản mà các ông lại tiếp tục đi bắt người như vậy. Những người dân như chị Cấn Thị Thiêu, như anh Trịnh Bá Tư, anh Trịnh Bá Phương, Dũng Vô Va, Nguyễn Thị Tâm, họ là những tên người vô tội. Anh Hùng Gan nữa, hiện tại thì chúng ta thấy được là 6 người bị bắt rồi, không biết là có bao nhiêu người hiện tại bị bắt nữa. Bỏ cái việc mà lưu manh đó, bắt những người yêu nước. Mà khi các ông bắt những người yêu nước như vậy thì người dân người ta nghĩ ngay các anh là bọn phản quốc. Mà các anh rõ ràng là phản quốc mà, người ta ra được bên đường đó, người ta thấy ngay cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình, cái khẩu hiệu của người công an đó, công an nhân dân đó, là còn đảng còn mình, là người công dân thay vì phục vụ cho người dân lại phục vụ cho đảng, còn đảng còn mình, là các ông đã phản quốc rồi. TV đã thường nói rồi, nó rõ ràng là phản quốc như vậy. Các ông đưa ra cái biểu ngữ Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm, đó là biểu ngữ phản quốc. Chỉ có Tổ quốc Việt Nam muôn năm thôi, chứ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Các ông đòi đứng lên trên Tổ quốc là các ông phản quốc. Các ông đưa cái cờ đỏ búa liềm lên trước là cũng là phản quốc này. Đâu có thể nào đảng mà đứng trước đất nước được. Tất cả những hành xử phản quốc của các ông chỉ vì các ông muốn tiếp tục cái ghế ngồi, tiếp tục cái đảng cộng sản. Sự thật là nó phải bị giải thể rồi. Khi mà bên Đông Âu, Liên Xô người ta sụp đổ hàng loạt, Ba Lan tiệp khắc Liên Xô người ta sụp đổ là hàng loạt, rồi các ông sợ quá thay đổi thành 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 một nền kinh tế thị trường. Mà các ông chỉ hứa hẹn là sẽ thay đổi thể chế chính trị, và người dân người ta đợi 37 năm rồi, người ta chịu không nổi rồi. Bây giờ người ta kéo người ta biểu tình, tất cả là trở thành những người oan sai, bắt người dân, cái tội ác gọi là không thể nào mà giống như là giết cụ Kình đó. Không có thể nào mà mình thấy mà tội ác mà man rợ hơn như vậy nữa. Bắt cụ Kình mà mang cả 3.000 quân, rồi bắt người ta vào ban đêm 3 giờ sáng, không có trắc tòa gì hết á, rồi súng ống rồi bắn vô nhà người ta,
rồi giết người ta bằng 4 phát súng như vậy. Rồi các ông hô người ta cầm cụ Kình là tên khủng bố à. Đó là đồng chí của các ông đó, 56 tuổi đảng đó. Chơi những cái màn man rợ như vậy. Mình không hiểu tại sao luôn. Dạ, cảm ơn chị Ngọc Tất. Mình phải nổi nóng đó. Mình thấy mà bắt người trong nước mình chịu không nổi đó. Hiện tại là 6 người bị bắt trong có một ngày à. Các ông phải thả ngay. Thả ngay tất cả những người yêu nước đó. Chúng tôi lên tiếng là để mà bảo vệ những cái người yêu nước đó. Và những sự bắt bớ như thế này, thế giới sẽ biết. Toàn thế giới sẽ biết những điều man rợ của các ông khi mà các ông bắt Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, rồi bắt cả cô Cấn Thị Thiêu. Cô Cấn Thị Thiêu đã từng 2 lần bị bắt rồi, và hôm nay lại bị bắt lần thứ ba. Một người phụ nữ thôi, họ làm gì được các ông mà các ông bắt người ta? Họ chỉ nói lên cái lòng yêu nước của họ thôi. Họ có quyền tự do ngôn luận chứ, đâu phải quyền tự do ngôn luận thì chỉ dành cho những người trong đảng của các ông. Các ông muốn bắt là bắt, các ông muốn nói gì là nói, còn người dân thì các ông bị cấm. Chị Yến ơi, chị có muốn nói thêm gì nữa không? Hay là chấm dứt rồi đó, chị hình như chị không có trong trong mạng. Đó, đây là TV256 muốn rồi là báo động đỏ cho quý anh chị em ở trong nước, ngoài nước, lại là cùng phải chia sẻ những cái điều này cho đến tất cả mọi người. Hiện tại là 6 người ở trong nước đã bị bắt, là chị Cấn Thị Thiêu, anh Trịnh Bá Tư, anh Trịnh Bá Phương, rồi anh Dũng Vô Va, rồi anh Hùng Gàng, rồi cả chị Nguyễn Thị Tâm nữa. Nguyễn Thị Tâm với Dương Nội là những cái người mà họ xả lòng cho quê hương mà các ông bắt đành đoạn như vậy. Các ông không có lý do nào bắt người ta. Các ông đến nhà người ta toàn là bận áo civil không à, và không có trát tòa. Tại vì các ông không có quy tội cho người ta được tội gì hết. Cái tội gì nó cũng 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 là vi phạm hiến pháp. Hiến pháp người cho người ta có quyền tự do ngôn luận, là người ta có quyền nói. Các ông không được bắt người ta như vậy. Dạ, TV256 cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe, và mong rằng quý anh chị chia sẻ mạnh cái clip này cho tất cả mọi người, cho toàn thế giới người ta biết được rằng là những tên cộng sản đó bắt những cái người yêu nước, bắt 6 người yêu nước mà TV để cái tựa đề đó, thì quý anh chị em có thể biết được. Mong rằng quý chị em chia sẻ cái clip này thật sâu rộng cho khắp mọi người, để người ta biết được cái hành xử man rợ của nhà cầm quyền cộng sản. Mình TV lên tiếng để mà mình có tiếng nói, để mình muốn bảo vệ những người đó, những người con dân yêu nước, chúng ta cần phải lên tiếng. Và mong rằng tất cả các anh chị cũng lên tiếng giống như TV256, mỗi người lên lên tiếng nói về cái vấn đề này. Mình chịu không nổi luôn. À, chị Yến ơi, chị muốn nói thêm điều gì nữa không? Chị nói Có. đi, hiện giờ vẫn còn livestream đó. Dạ. Có tin tức gì mới nữa không chị Yến? Yêu cầu thằng chú phải nói báo động đỏ cả thế giới, các nước lên tiếng giùm.
phải lập tức thả những người đó, những người đó ra. Người ta tội gì? Alo. Dạ, thì em đang nghe, khán thính giả đang nghe đó chị Yến, chị cứ nói tiếp tục đi. Nói bà Trương Thị Yến báo động đỏ, các nước tất cả thế giới Hoa Kỳ đều lên tiếng giùm. Những người đó là những người nói lên tiếng nói sự thật thôi, mà yêu cầu nhà cầm quyền tứ trụ triều đình ở Trung ương, từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Kim Ngân và Đại tướng Tô Lâm, phải lập tức thả 6 người đó ra. Và phải biết Hiến pháp điều 25 luật nhân quyền của người dân ở đâu, bài đặt cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp điều 25 ở đâu. Xài luật pháp đi, đừng có xài luật rừng nữa nha. Tôi báo cho tứ trụ triều đình biết á, xài luật pháp đừng xài luật rừng nữa. Đừng bắt những người vô lý vô tội, trong khi á Trịnh Bá Phương nó lên tiếng, nó là người khỏe mạnh, bắt nó mà lỡ nó vô, nó thông báo cho cả toàn thế giới biết đó, nó đang khỏe mạnh, nó vô tù, nó có cái gì là Đại tướng Tô Lâm chịu, hoàn toàn chịu trách nhiệm, mà cả thế giới lên tiếng đó, nói cho Đại tướng Tô Lâm biết đó, mà tất cả 6 người đó đều như vậy hết. Đừng có bắt con người ta vô cái gì mà ép cung nhục hình người ta, tội cái gì? Tội nói đúng sự thật, tội làm phước, tội có lương tâm, tội đạo đức hay là sao? Chính quyền mà bất nhân bất nghĩa, vô đạo đức, sống để làm gì nữa? Coi chừng trời tru đất diệt đó à. Bà Trương Thị Yến nhắn như vậy đó. Còn điều gì Thôi thêm nữa không? tôi xin tạm biệt, tại vì bữa nay tôi bệnh, tôi không có ra mặt được. Thì xin chào tất cả bà con trong nước và ngoài nước, lúc nào tôi cũng quan tâm đến bà con hết, nhất là dân quan ba miền. Lúc nào bà Trương Thị Yến cũng quan tâm đến dân quan ba miền và những dân quan 63 tỉnh thành. Lúc nào cũng quan tâm, thấy người dân mình khốn khổ lầm than quá, chịu không nổi. Thôi tôi xin chào tạm biệt, nhường phần lại cho TV256. Mình thấy rất là nhục nhã, chị cứ nghe đi chị Yến. Mình thấy rất là nhục nhã chứ. Hoàng Sa Trường Sa giặc nó chiếm ở trong tay rồi, ải Còn Nam nói Vang. cái giày nữa ngộ quá à. Dạ. Chính quyền lãnh đạo Đại tướng Tô Lâm, giặc thì không đánh ha, Trường Sa Hoàng Sa bị tụi Trung Quốc nó cướp, không ra đánh giặc, cho công an lực lượng an ninh đi đánh dân là sao ạ? Đánh dân mà bắt dân vô cớ là sao ạ? Hỏi ông Đại tướng Tô Lâm, bà Trương Thị Yến nhắn với ông Đại tướng Tô Lâm, tôi không có chữ, tôi nói chuyện nhẹ hiu à. Đại tướng Tô Lâm, ông là đại tướng, tại sao ông củng cố công an an ninh hay là 113 hay là gì đó, củng cố ra để Trường Sa Hoàng Sa đánh giặc? Tại sao không đánh giặc mà đi đánh dân? Đã cướp bóc của người dân rồi mà đánh dân là sao ạ? Lương tâm của mấy ông ở đâu? Trách nhiệm của mấy ông ở đâu? Đạo đức của mấy ông ở đâu? Hiến pháp điều 25 đâu? Hiến pháp bày ra cái cuốn hiến pháp, nhưng mà chính quyền nữa của mấy ông không xài hiến pháp, điều từ điều 1 đến điều 700 không bao giờ xài, xài to ra cái lực rừng không à, cũng bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì giết, ai nói đúng á thì không tha. Mình Bây thấy giờ á 96 triệu người dân đều biết cái sự thật rõ ràng hết rồi, cướp đất của dân, làm cho dân màn trời chiếu đất, sống ngoài lường ngoài sáng, mà bây giờ lại nói củng cố đảng, đảng gì, đảng cướp hay đảng gì? Thôi tôi nói gì tôi nói đi, để tôi nói
một hồi cái nói tùm lum, nói cái chúng tùm lum tùm la nữa, mà không phiền phức nữa, nói là tôi nói sự thật không à, chứ tôi không nói dối. Dạ, biết bao nhiêu Nhưng tờ mà đánh để tôi cá, nói đi. biết bao nhiêu tờ đánh cá của người dân mà bị đâm chìm. Mình thấy những cái clip đó rất là thương tâm. Và mình chứng kiến được một cái tàu mà hồi năm 2005 á, nó có 430 mấy vết đạn dập tàu, mà nó bắn vào tàu đánh cá của Việt Nam 430 mấy phát đạn. Mà may mắn là cái tàu đó lại nó trở về đất liền được. Mà mình thấy nó làm thinh nè. Lúc đó là thời là của Thủ tướng Phan Văn Khải đó chị. Nó làm thinh nè. Chú nói là tôi còn thích à, Nguyễn Xuân Phúc nữa. Việt Nam là dân của ta chứ dân của ai, mà tại sao hai dân của ta đi đang làm đánh cá tàu dưới sông mà cái tụi Trung Quốc nó đàn áp, nó giết người, nó bắn chìm tàu, tại sao không bên dân ta hả? Vậy chứ bên ai? Ở Nguyễn Xuân Phúc bên ai? Lên đài nói dân này dân của ta, tại sao không bên dân ta? À, đó là một. Hai nữa là cái đất của người dân cướp, bây giờ nó chấm bỏ một quan, nó để cho ai? Nguyên cái dàn Thủ Thiêm cứ hợp vô hợp ra, hợp vô hợp ra, rồi bây giờ ai nói sự thật là bắt. Bây giờ yêu cầu Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm lên đài truyền hình nói như thế nào, phải thực thi đúng theo pháp luật, và yêu cầu các vị phải chỉnh đốn cái nền tư pháp lại, và Tô Lâm hãy chỉnh trang cái tụi công an an ninh đồ lại, không được đề quyền đàn áp người dân, không được quyền bắt bớ những người dân vô tội. 96 triệu người dân là chủ của các vị từng tuyên thệ mà chính quyền lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân, thì chính quyền lãnh đạo hãy thực thi những lời tuyên thệ trên cái trời dưới cái đất. Trời đất không dung tha các vị đâu nha, các vị cũng già hết rồi, sống làm sao ở có đức ở mặt sức mà ăn, còn nhiều thứ ở thấp đức mà hốt cướp mà ăn nha. Tôi nói tôi nín rồi mà tôi tức quá, tôi chịu không nổi nữa. Dạ, cảm ơn chị à. Dạ. Mình đang nghĩ thấy mình nói cũng tạm đủ rồi. À, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. À, cũng được 38 phút rồi. Rồi có gì mình sẽ đưa những cái tin tức sau. Mà phải báo động đỏ với tất cả toàn thế giới, phải lên tiếng rồi những cái người đang bị bắt vô tội phải thả ngay lập tức. Mình nói thiệt, mình đòi luôn cả những người đang ở trong trong ngục tù cộng sản nữa, họ cũng là những người yêu nước đó và họ đang bị bắt đó. Dạ, TV xin xin chào tạm biệt nha.